Em xin chào cả nhà. Dạ em xin chào cả nhà. Mà em chúc cả nhà ngày mới được nhiều sức khỏe. Mà cả nhà thì hôm nay em cũng có nhận được cái tiền lương của YouTube á. Thì sáng hôm nay em cũng chờ anh Sơn qua, hai anh em sẽ đi chổng rút cho cả nhà xem. Rồi thêm một phần nữa là tụi em rút tiền xong, tụi em sẽ chạy vô trong nhà của Quỳnh. Để mà hôm rồi em có hứa là cho chiếc xe đó. Rồi bây giờ em cũng có tiền YouTube đầu tiên này. Thì giờ hai anh em sẽ vô chổng rút xong, rồi hai anh em qua nhà xe hỏi cái xe đó là bằng giá trị bằng bao nhiêu, rồi em sẽ chạy vô trong nhà của ông Quỳnh đó, rồi kêu ông Quỳnh ra để mà em mua cho xe cho con của ông Quỳnh. Bây giờ mời cả nhà đi chung với hai anh em của em nha. À, đi Hiền ơi. Dạ. Xong cái mình chạy lại tiệm xe hả anh Sơn? À. Thank you.
sớm giờ hai anh em cũng rút tiền xong rồi, giờ tụi em vẫn lại tới tiệm xe cả nhà. Giờ em mời cả nhà vô coi xe chung với hai anh em. Ở đây thì gần lộ á, hơi ồn ào xíu, có gì cả nhà thông cảm cho hai anh em của em nha. Giờ em mời cả nhà đi với em. Để em dẫn anh lên kho cái dòng xe số 50 nha. Thì không có xe đó cả nhà, bây giờ phải lên trên cái kho xe trên kia là mới có xe, giờ hai anh em sẽ chạy anh chảnh để coi xe luôn. Giờ đi xin đây có anh bên công ty nè, anh sẽ dẫn mình đi. Anh này anh dẫn mình đi hả? Nhưng mà cái là bên kia nó chặn cuộc gọi rồi, rồi không có điện được. Dạ. Sao nó có số gì động không?
Dạ không, nó xài Zalo mẹ nó để chặn. Xin lỗi, tôi không thể muốn nhận cuộc gọi nè, là bên kia người ta chặn mình rồi, đúng không? Dạ. Cái này nó như đâu hả? Dạ. Cái này để là không muốn nhận cuộc gọi nè, giờ mình điện nãy giờ nhưng mà điện không được. Nhiều khi người ta bận việc gì đó không có bấm máy trong thời điểm này á. Dạ. Thôi vậy giờ mình chạy cổng lên Sơn ơi. Chạy vô nhà đi rồi mình nói chuyện với... Dạ, dạ. Vậy anh cho em xin lỗi số điện thoại đi, khi nào ra. Dạ sớm giờ cả nhà, hai anh em đi coi xe, rút tiền với coi xe cả nhà. Thì giờ hai anh em ghé quán hủ tiếu á. Hai anh em ghé quán hủ tiếu ăn hủ tiếu. Tại vì chưa cũng chưa cả nhà. Đi vòng vòng coi xe với lại chạy hơi xa rồi hai anh em về trễ không ăn nấu cơm nhà được cho nên hai anh em ghé quán hủ tiếu. Giờ em quay cho cả nhà xem nha. Em tô cháo lòng á chị. Giờ sớm anh em cũng đi coi xe rút tiền xong đó cả nhà. Rồi giờ đang chuẩn bị vô trong nhà của Quỳnh đó. Mà đi ngang đây cũng trễ rồi. Giờ anh em ghé ăn cái gì cái rồi anh em mới đi tiếp. Giờ em mời cả nhà ăn hủ tiếu với anh em. Dạ em mời cả nhà. Dùng sang ăn. Dùng cháo với em. Em ăn một chân em cháo. Cháo thì dễ ăn hủ tiếu hơn. Có trái nước mắm chén này. Anh làm đơn giản. Anh nhanh rút gọn. Các bạn chặt với anh về bên kia. Chiến à, dạ chiến à. Đang đi tiếp. Ăn chấm đói. Ăn chấm đói.
Đây quán chưa cũng động đây. Đang ngồi bán lý tưởng em mát em. Mát. Xong này có bọt kè không? Cái đường này là đi đâu nữa vậy? Dạ, đi đâu cũng được anh. Đây mình đi vô trong tập ái đề sư người chợ cũ gì đi cũng được. Đây lên Trà Vinh đồ vẫn được. Về ngoài mình đồ luôn vẫn được. Còn anh chưa đi lần nào này. Dạ. Lạ. Đây miếng súp vừa ăn ngon lắm. Cháo cũng ngon, ngon. Cháo chị này nó cũng ngon. Sáng giờ anh em đi cũng cả buổi hả? Gần chứ chưa được. Ừ. Gần hả? Đi cũng gần buổi chứ chưa được buổi. Giờ đi chuyện cũng không có ở nhà để làm cơm nước ăn, giờ ghé quán ăn vậy đỡ hả Trưng? Trời bữa nay anh bà cô chú thông cảm, hai anh em muốn đi công chuyện nha. Không có thời gian để về làm đến nhà. Cái nhà mì nước mía chiều mới có về á. Chắc là cho nó 1-2 giờ mình mới về tới nhà. Tại rất là chắc giờ mình còn ở đây chắc 1-2 giờ mình mới xong. Cái này cũng 9-10 giờ rồi. Rồi còn làm chuyện đồ này chạy tới luôn cũng lâu bu mà sao giờ. Anh em cũng ghé ăn đỡ lên nhà có gì cái nhà thông cảm anh em. Lo chuyện trước mà. Cái sáng giờ cũng chưa có ăn sáng gì. Sớm anh qua là anh em đi liền á. Dạ. Hôm qua cũng 7 giờ mấy rồi. Nên đâu có kịp ăn sáng như hiện đâu mà anh em đi luôn cả nhà. Cháo nóng tên sức mồ hôi hộp luôn vậy nó không có bị cảm anh chung này cháo lòng chi này nó ngon nước ngon quá. Xong chưa? Xong giờ anh em đi tiếp ha. Dạ.
Thì thôi một lần nữa em cũng xin cảm ơn quý bà cô chú anh chị và các bạn đã dành thời gian để xem clip để ủng hộ cho anh em. Giờ anh em cũng ăn cháo xong cả nhà, giờ anh em sẽ tiếp tục đi vô trong nhà của Quỳnh. Bây giờ em cũng xin phép chào cả nhà rất là tại đây, và em hẹn ngay cả nhà chào những video sau nha. Em xin chào và hẹn gặp lại, bye bye.